trung tâm dưỡng lão này á, tuy không bằng chỗ ba em đã ở, không đẹp bằng, nhưng mà dịch vụ cũng được lắm. Nếu như thấy không thích, để anh tìm chỗ khác cho. Không đâu, nhưng em không ngờ anh bận rộn như vậy vẫn còn nhớ chuyện này. Cảm ơn anh. Chúng ta là bạn mà. Nhưng em nghĩ phải đợi lần sau mới tới được. Em cũng nhìn thấy sao? Không biết là theo anh hay theo em nữa. Muốn biết cũng dễ thôi mà. Vào vị trí. Chuẩn bị. 1 2 3